xin chào cả nhà xin chào các bác chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của em đồng hồ ở video ngày hôm nay thì em đồng hồ sẽ nên cho anh em một cái dòng sản phẩm của nhà seiko thì uh, chiếc này nếu như mà để mà tìm ở thị trường việt nam hiện tại bây giờ thì nó cũng đang rất là hiếm hàng với một cái dòng seiko bracelet uh, thiết kế đẹp vân uh, sơ dừa cho anh em uh, chiếc ngày hôm nay em có là một chiếc uh, bản uh, dòng uh, khá là đẹp của nhà Seiko và mức giá để cho anh em uh, em sẽ để cho anh em một cái mức giá công khai luôn với một cái mức giá tốt nhất và trước này thì em về đó thì chạy hàng nước anh em nhé thì anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này và muốn lên tay sử dụng em nó thì có thể liên hệ sớm nhất để đặt hàng qua hotline là 0347 808 219 à, uh, với một cái tình trạng hàng có thể nói là còn rất là đẹp cho anh em thì uh, giấy tờ mua bán ở bên nhà thì em còn đầy đủ cho anh em nhé giấy tờ mua bán còn đầy đủ này hộp sổ em có đầy đủ nguyên vẹn ở đây À, mức giá thì sẽ để cho anh em với chiếc này được trước thì uh, em nên cho anh em uh, em cũng có một chiếc thì nên cho anh em mức giá là uh, gần 10 triệu 9 triệu 8 9 triệu 9 gì á còn uh, video ngày hôm nay thì nên cho anh em một chiếc uh, với mức giá nó rẻ hơn này để cho anh em uh, chiếc này với mức giá là chỉ có là uh, 9 triệu 500 nghìn thôi anh em nhé Nó hàng còn rất là đẹp và anh em có thể xem qua với chiếc này thì nó là một cái thiết kế mặt vân sơ dừa đó, phân sơ phân sơ dừa và nó sẽ có một cái màu khảm rất là đẹp cho anh em này Đó, nó sẽ có viền được thiết kế màu vàng hồng Đó, và xâm banh và nó sẽ có những cái đường vân nó có thể nói là rất là nạ ở trên cái phần mặt số nhé với với mức giá của em này thì chúng ta chỉ cần bỏ ra là 9 triệu 500 nghìn chúng ta sở hữu được một phiên bản giới hạn limit từ toàn cầu 8.000 chiếc và hiện tại thì các bác tìm hàng mới trên thị trường bây giờ thì nó cũng không còn nữa rồi bởi vì là giới hạn tám nghìn chiếc thì hãng người ta cũng đã đã, đã bán đi hết rất là lâu rồi bây giờ thì đa số là chúng ta tìm được những chiếc hàng nước thôi và còn để mà tìm được một cái chiếc hàng nước mà nó còn đẹp nó còn sáng bóng như thế này thì cũng rất là khó nhé và đặc biệt nằm với một cái mức giá cả thì nó rất là rẻ cho anh em nếu như mà chiếc này mua mới ở bên thị trường nhật thì nó rơi vào khoảng độ tầm 19 triệu rưỡi còn ngày hôm nay thì để cho anh em mức giá chỉ có 9 triệu 500 trăm nghìn thôi à, rất là rẻ và cực kỳ là dễ lên tay hôm nay thì sẽ có một bộ dây sơ cua của hãng chính hãng của nhà seco còn nguyên siêu nhá à, anh em nào mà chán cái bộ dây màu đen này chúng ta có thể đổi qua cái bộ dây màu nâu và ngoài ra thì người chủ cũ bên nhật người ta có mua thêm một bộ dây nữa này đó một bộ dây da handmade. À, rất là đẹp đó. thì ở đây thì chúng ta khi mà mua hàng chúng ta được tới 3 bộ dây cơ chúng ta đeo đổi thoải mái đi cứ chán bộ này chúng ta đổi bộ khác cho nó mới đó, và đồng hồ thì gần như là chưa có cái tình trạng sức sát gì Đó, Máy còn rất là đẹp và hàng này bản giới hạn toàn cầu ni 8000 từ 8.000 chiếc Thì dành cho chiếc này thì dành cho anh em chú nào mà sưu tầm Sưu tầm hay là đang muốn trải nghiệm một số những cái dòng sản phẩm của nhà Seiko uh, phiên bản giới hạn limited mà không bị động hàng thì chúng ta có thể là tham khảo qua hoặc là lên tay với em này. Mức giá chỉ có 9 triệu rưỡi thôi anh em nhé. Và sẽ để cho anh em nói chung là mức giá này thì bao gồm cả phí vận chuyển rồi nên là anh em cứ yên tâm bảo hành 5 năm. Em này thì sẽ có là size khoảng độ tầm size 40.5. Đó và độ dày ở đây em có là khoảng độ tầm 12. À, với size này thì anh em chú nên cổ tay cho em đâu đó khoảng độ tầm 16 này anh em đã có thể nên tay đẹp rồi. 15.5 cũng nên tay được nhá. Đó, với một bộ mặt kính khoáng, à, kính khoáng cứng cong độc quyền của nhà Seiko thì nó sẽ chống va đập rất là tốt. Với cái phần mặt kính khoáng cong này thì nó sẽ làm cho cái phần mặt sổ nó nổi hơn nó với những cái mỡ phần kim cọc được thiết kế dạng hình kim cương được vuốt cạnh hai bên nó sẽ tăng cái độ bắt sáng và nó sẽ có một cái tông màu vàng hồng rất là đẹp nhá chiếc này nói chung là anh em chú đeo đi chơi hay là dự hội dự tiệc gì cũng rất là ổn này đó, bộ kim thì sẽ có là kim dây thanh mảnh và đuôi kim thì sẽ có hình quả chám và sẽ có thiết kế ba kim một nịch với cái dòng preset của nhà Seiko thì chúng ta có thể thấy là với những cái dòng SARI này thì nó sẽ mang một cái thiên hướng cổ điển classic là nhiều đó, với những cái thiết kế ba kim một nịch và mang lại cho người đeo một cái nhìn nó đơn giản hơn đó, nó không quá là cầu kỳ nó không độ cơ nhưng mà thay vào đó nhìn nó rất là sang với cái phần mặt vân uh, sơ dừa này đó chúng ta sẽ có logo seco được thiết kế in nổi và sẽ có dòng chữ preset máy cửa automatic và hàng này hàng mỹ japan có máy 4 r 35 năm đó một cái dòng máy cũng khá là bền bỉ của nhà seco được trang bị ở trên chiếc này đó, rất là ít hỏng vạt luôn anh em nhé và đối với em này thì với cỗ máy 4R chúng ta cũng được trang bị đầy đủ những cái chức năng như nên có tai này nên có tự động cũng như là kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ và những cái chi tiết của em này thì anh em có thể xem qua kỹ càng ở trên cái video của em để anh em có thể biết thêm và anh em nào mà muốn nên tay sử dụng em nó với mức giá chỉ có 9 triệu 500 nghìn thôi đó bảo hành cho anh em là 5 năm free ship toàn quốc thì anh em nhớ liên hệ nhé bởi vì là đối với những cái phiên bản limited này thì hàng nó rất là hiếm nhá và đa số thì hàng nước bây giờ trên thị trường rất là nhiều nhưng mà nước mà đẹp thì rất là khó tìm nhá nó máy 4R35 chúng ta sẽ có 23 chân kính 21 đến 6 tần số dao động và chữ có tối đa khoảng độ tầm 40 giờ cỗ máy mặt đáy hở cho chúng ta chống nước vẫn là 53 tương đương với 50 m stainless steel chúng ta không gì chiếc này thì sẽ có là mã số của chiếc này là 212 trên 80 chiếc toàn cầu và hàng này hãng mắt in Japan bố văng được thiết kế mạ một cái tông màu vàng hồng và sẽ có thiết kế chi tiết phai xước trong ta đó và phần núm chỉnh thì sẽ có núm chỉnh thiết kế hình vương miệng đặc trưng của cái dòng Pariset và sẽ có logo chữ F có nên có tay đầy đủ cho anh em chỉnh lịch này lịch thứ đầy đủ nhé dây da thì ở đây chúng ta đang có ba bộ rồi ba bộ dây da thì anh em cứ chán bộ này thì cảm giác đeo nó cũ cũ rồi chúng ta đổi bộ khác đeo cũng rất là ok ngoài ra thì chúng ta có thêm một bộ dây hãng người ta tặng cho chúng ta nữa rất là nợ chúng ta rồi mức giá chỉ có 9 triệu 500 nghìn thôi anh em nhé anh em nào mà quan tâm và muốn lên tay sử em nó thì nên liên hệ sớm để đặt hàng cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại tôi thấy anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn